vâng à, chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học là xây dựng thương hiệu à, và bán hàng dựa trên cái nền tảng mà chúng ta đã xây dựng thương hiệu giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn bán được nhiều hàng hơn có khả năng bán được tốt hơn và thu hút được nhiều người trong cái quá trình chúng ta làm kinh doanh hơn à, thì để không mất thời gian của anh chị và các bạn nữa thì cái nội dung của bài học này thì tôi sẽ nói về cái content để mà xây dựng thương hiệu à, chúng ta có thể hiểu đến là uh, content for personal branding thì việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân cũng giống như là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp ở chỗ là chúng ta cũng phải sử dụng content content ở đây thì chúng ta có thể thấy thứ nhất là chúng ta quan tâm đến các loại định dạng về content đúng không thì nó có rất nhiều định dạng để các bạn sẽ xem thêm ví dụ như là định dạng về video định dạng về hình ảnh định dạng về text bài viết đúng không ạ định dạng về đường link à, rồi thì rất nhiều những cái định dạng chi tiết hóa của từng loại đấy ví dụ như video thì nó có dạng TVC quảng cáo, dạng live stream, dạng phim ngắn rồi dạng những cái hình thức khác nhau, rồi hình ảnh thì nó cũng có hình ảnh chụp, hình ảnh đồ họa, hình ảnh Photoshop, infographic, vân vân, rồi bài viết thì nó cũng có thể là bài viết ngắn, bài viết dài, dạng sách trắng rồi dạng sách cứng, sách mềm, ebook, dạng file tài liệu rồi tất cả những cái phần mà có thể là được xuất phát từ cái phần text ra, đúng không? À, đường link đó là các cái đường link chia sẻ về nội dung, về bài viết, về hình ảnh ở trên các website của mình à, Rồi ứng dụng là dạng application à, Thế rồi thì à, chúng ta cũng có rất nhiều những cái à, định dạng media hiện nay mà nó cũng rất là sáng tạo Như là à, phim, phim ngắn, phim dài, phim hoạt hình, phim 2D, 3D gì gì đấy à, Rất là phức tạp đúng không? À, rồi thì chúng ta cũng phải để ý là cũng sẽ là... À, phụ thuộc vào từng cái công cụ hay nền tảng mà trong cái hệ sinh thái của chúng ta đã lựa chọn à, chúng ta đã nói về cái việc này dụ kênh YouTube là chúng ta phải làm video à, Facebook thì video cũng được ảnh cũng được text cũng được web thì là ảnh và text là chủ đạo đúng không ạ rồi Instagram thì lại ảnh là chủ đạo kiểu như vậy Zalo thì lại ảnh và những cái đoạn văn bản ngắn là chủ đạo đấy thì chúng ta phải để ý những cái phần đó vậy thì để làm được thương hiệu thì bắt buộc chúng ta phải làm content Và chúng ta làm content là chúng ta làm gì Đúng không? Chúng ta làm content ở đây Tức là chúng ta sẽ kể câu chuyện của chúng ta Chúng là chúng ta làm cho khách hàng, bạn hàng Những người quen Facebook của chúng ta Ở trên mạng hay là trên các nền tảng Và xã hội khác Tìm thấy chúng ta đọc được Và đánh giá cao, yêu thích, yêu mến Và chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi Trong quá trình chúng ta phát tán Những cái thông điệp nội dung này Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cần phải à, Có cái việc là chúng ta phải sáng tạo nội dung Sáng tạo nội dung ở đây có rất nhiều cách Đúng không à, Ví dụ như là chúng ta cũng phải à, Chăm chỉ sản xuất các cái content bài viết à, Thì chúng ta sẽ chia thành từng loại ra à, Ví dụ như là video Thì ta có bao nhiêu loại thì tôi sẽ có một cái bài học Sau đấy cho các bạn à, Tách sách chúng ta có bao nhiêu loại à, Thế rồi thì à, Những cái phần hình ảnh cũng có bao nhiêu loại Thì tôi sẽ có những cái bài học cho các bạn thêm À, chúng ta sẽ cần phải lập ra một cái thời gian biểu người ta gọi là content schedule tức là uh, hàng ngày tôi sẽ post bao nhiêu bài giờ tôi post như thế nào Post uh, trên những nền tảng nào kpi của tôi là gì thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái bảng ma trận table đấy là content schedule hàng ngày hàng tuần hàng tháng chúng ta có lịch chúng ta lên hết và nếu hay không thì chúng ta có thể thuê mướn các cái đơn vị và các đối tác người ta phát triển các nội dung cho chúng ta đúng không thì đấy chính là cái cách mà chúng ta làm à, rồi thì chúng ta cũng phải để ý đến cả à, cái việc là tần suất KPI rồi thuê mướn ai viết như thế nào à, thế rồi thì là chúng ta sẽ phải làm sao để lựa chọn những cái nội dung hấp dẫn hay sốc độc lạ để mà có được cái viral lớn có được cái chất lượng có được cái nhận thức tốt của à, người đọc người xem về bản thân cái thương hiệu của chúng ta thì để làm được cái việc này thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là khách hàng của chúng ta là ai Chúng ta muốn cho ai đọc, chúng ta muốn trở thành ai Chúng ta muốn người ta nhận thức sâu sắc về chúng ta như thế nào Thì chúng ta hãy chia sẻ những câu chuyện phù hợp và thông qua các cái định dạng media cụ thể Và cụ thể thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ như là tôi Trên website của tôi là pa marketing vn Thì tôi viết rất nhiều các bài viết chuyên môn về business, marketing, sale, brand vân vân ngoài những chủ đề đấy tôi không viết bởi vì tôi tập trung vào những chủ đề này à, bởi vì tôi đang xây dựng thương hiệu của tôi là chuyên gia về marketing đúng không ạ số lượng là tôi viết là 5 bài một ngày à, rồi mỗi bài tôi viết khoảng tầm à, từ 800 cho đến 1200 từ kèm theo các hình ảnh và tôi tối ưu về sale web để làm sao người ta tìm thấy tôi hiện nay website của tôi như tôi nói là có 120.000 đến 150.000 lượt truy cập một tháng thì tôi nghĩ là cũng khá là tốt ở à, kênh YouTube đúng không thì tôi lại liên tục là quay các cái video như thế này hoặc là quay các cái video màn hình hoặc là quay các cái video live stream trong đó tôi đăng lên trên cái kênh youtube của tôi để mọi người, người tìm thấy mọi người xem à, và đấy đấy chính là cái cách mà chúng ta làm thương hiệu à, Facebook cá nhân của tôi thì tôi cũng hàng ngày cố gắng một ngày phải đăng một đến hai bài hoặc bận quá thì hai ba ngày phải đăng một bài đăng cái bài gì cũng là business cũng là marketing cũng là truyền thông cũng là, là các cái sự vụ khủng hoảng Vân, vân tùy thuộc vào cái thời điểm tùy thuộc vào cái uh, thời gian tôi thì cũng không lập cho mình cái 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 content schedule thực tế là tôi khuyên các bạn lập để các bạn chủ động các bạn làm cho nó nhất quán cho nó chuyên nghiệp nhưng mà tôi thì tôi không lập bởi vì tôi cũng khá là bận nên tôi cũng không chắc chắn là mình có thể đáp ứng được điều đấy nhưng mà tôi khá là tự tin về cái khả năng viết hoặc là khả năng sản xuất content của tôi từ sản xuất video như này các bạn đang xem hoặc là sản xuất bài viết hoặc sản xuất hình ảnh bởi vì tất cả những cái thứ đấy tôi đều có, đều có trang thiết bị, đều có nhân sự, đều có ý tưởng hết rồi, đúng không? ví dụ như quay video này tôi thích cái là tôi bấm máy tôi quay vì tôi có studio à, tại văn phòng, có studio tại nhà riêng luôn, hoặc là ảnh thì tôi có studio tại nhà tôi có thể chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, photoshop này kia, à, bài viết thì tôi các bạn biết rồi đấy, tôi có khả năng viết tốt, đấy. À, tôi không đánh giá là hay hay giỏi mà tôi đánh giá là cái khả năng viết ở chuyên nghiệp ở mức là khi tôi cần nội dung là tôi có thể sản xuất sản xuất sản xuất, đấy thì các bạn nên làm như vậy liên tục liên tục liên tục kiên trì kiên trì kiên nhẫn thì các bạn sẽ có được cái thương hiệu của mình thì đấy là cái ý nghĩa của tôi nói là content for personal branding và hãy kể một câu chuyện hãy thêm vào đấy những chất liệu những gia vị à, những cái phong cách riêng của mình để mà mình à, thu hút được người đọc nhiều hơn một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi bài học này à, xin chúc các anh chị và các bạn thành công và hy vọng rằng cái bài học của tôi các anh chị và các bạn có thể áp dụng tốt xin cảm ơn bye bye